Hello, chào mọi người. Còn đây là vườn hạnh nhà tôi nè. Hạnh cũng được trồng trong chậu từ nhỏ tới lớn nha các bạn. Nào, phục vụ Tết nè.
Đây là hoa cúc pha lê nè mọi người ơi, năm nay rất là cao, chậu cao và đẹp lắm.